nhớ nguồn. Mỗi mùa, ngoài ý nghĩa truyền thống là thể hiện lòng thành kính với mẹ cha, chương trình mang đến những khoảnh khắc lắng đọng, tri ân và dành trọn tình cảm đến các lực lượng đang ngày đêm túc trực nơi tuyến đầu chống dịch, chiến đấu với SARS-CoV-2, giành lại sự sống cho đồng bào và người dân. Xuyên suốt chương trình là những câu chuyện cảm động về mẹ, đặc biệt là sự vất vả, hy sinh của những người mẹ nơi tuyến đầu trong các bệnh viện dã chiến, bệnh viện thu dung, cũng như tình cảm của những người con đang trong bộ blue trắng hướng về mẹ, cha trong những ngày Vu Lan này. Chương trình Vu Lan Ba Miền với những lời kinh, tiếng kệ, những hồi chuông và lời ca vang lên như sự sẻ chia để yêu thương nhiều hơn, để cùng đồng hành đẩy lùi dịch bệnh.